Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi hôm nay. Sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Nga đảo ngược tình thế ở Bakhmut, giao tranh nóng ở khu vực sông Dnipro. Chiến sự Nga ukraine ngày qua vẫn diễn ra ác liệt. Tại phía Bắc Bakhmut, Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể. Nga cũng mở gần 30 cuộc tấn công ở khu vực tả ngạn sông Dnipro. Nga đánh mạnh, gian bỏng lực lượng Ukraina trên chiến tuyến hơn 1.000 km. Nga đang tấn công mạnh ở Tây Donetsk, Kharkov, Zaporozhye, Kherson, khiến quân Ukraine phải căng mình đối phó trên chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Chiến thuật tên lửa ma của Nga khiến Ukraine lo lắng. Nga tiếp tục sử dụng tên lửa Kinzhan trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Kinzhan là gì và tại sao nó lại khiến đối thủ của Nga phải dùng mình? Vì sao các nước Trung Đông ngại gia nhập lực lượng đặc nhiệm của Mỹ ở Biển Đỏ? các nước đồng minh, đối tác của Mỹ ở Trung Đông không tham gia lực lượng đặc nhiệm của Mỹ tại Biển Đỏ vì nhiều lý do, trong đó có lo ngại, nguy cơ xa lầy vào các cuộc đối đầu trong khu vực. Sau đây là thông tin chi tiết. Nga đảo ngược tình thế ở Bắc Mút, giao tranh nóng ở khu vực sông Dnipro. Dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin, lính dù Nga đã đột kích vào cứ điểm quân sự của Ukraine ở phía tây bắc Bắc Mút, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Theo hướng Donetsk, các đơn vị tấn công của nhóm tác chiến phía Nam, thuộc lực lượng lính dù Ivanovo, đã tiếp tục cải thiện tình hình dọc chiến tuyến và với sự phối hợp của hỏa lực pháo binh, đã đột kích vào một cứ điểm khác ở phía Tây Bắc Bakhmut, bắc tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết. Trong quá trình trinh sát các vị trí của lực lượng Vũ Trọng Ukraine từ trên không, đơn vị lính dù này đã phát hiện ra các cứ điểm kiểm soát khí tài, hỏa lực chính của đối phương. Sau đó pháo binh của đơn vị đã chấn áp hỏa lực chính của lực lượng Vũ Trọng Ukraine, làm gián đoạn hệ thống điều khiển của họ. Các mục tiêu mới được xác định và đã bị tiêu diệt bởi phi đội máy bay không người lái FPV. Sau đó, lính dù từ nhiều hướng đã kiểm soát các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Tiến hành dọn dẹp hoàn toàn thành trì, đối thủ đã bỏ chạy, nhiều binh sĩ đã tử thương. Tại Zabrychia, quân đội Nga đang tiến về phòng tuyến rabutino vepovoe Theo một số báo cáo, họ đã chiếm được một số trận địa của đối phương và mở rộng vùng kiểm soát thêm 700 mét vượt qua tuyến phòng thủ chính với hàng rào răng rồng một lần nữa. Tiến trình cũng đang diễn ra dọc theo đường cao tốc từ Novo Prokopivka. Kiev cố gắng thực hiện một số cuộc phản công cục bộ nhưng không thành công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã ngăn chặn nhiều cuộc tiến công của Ukraine trong ngày 20 tháng 12, gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho Ukraine ở các hướng thành phố Kubiansk, tỉnh Kharkiv, Liman, tỉnh Donetsk, tỉnh Zabrychia, tỉnh Kherson, theo hãng thông tấn TASS. Nga cũng bắn rơi một trực thăng Mi-24 của Ukraine, đánh chặn 5 tên lửa của hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và hạ 32 máy bay không người lái UAV của Ukraine trên khắp các mặt trận. Trong bản cập nhật chiến sự, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có 89 cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga trên khắp các mặt trận trong ngày 20 tháng 12. Tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn khó khăn, theo hãng thông tấn Ukraineform. Trong ngày 20 tháng 12, lực lượng Ukraine ngăn chặn 29 cuộc tấn công của Nga ở tầng ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson. Kiev nói rằng Moscow vẫn chưa từ bỏ ý định đánh đuổi quân Ukraine khỏi khu vực này. Ngày qua, máy bay Ukraine tấn công 16 khu vực tập trung quân nhân, khí tài, thiết bị, và hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Lực lượng phòng không Ukraine cũng đánh chặn tên lửa hành trình dẫn đường Kha-59 Nga. Lực lượng tên lửa Ukraine đánh chống hai khu vực tập trung nhân lực khí tài, trang thiết bị quân sự và 6 khẩu phá của Nga trong ngày qua. Nga đánh mạnh, gian mỏng lực lượng Ukraine trên chiến tuyến hơn 1.000 km. Nga đang tấn công mạnh ở Tây Donetsk, Kharkov, Zaporozhye, Kherson khiến quân đội Ukraine phải căng mình đối phó trên chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Theo giới chuyên gia quân sự Nga, quân đội Ukraine đang thiếu nhân lực trầm trọng, khiến Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải liên tục điều động quân dự bị từ hướng này sang hướng khác. Xuất phát từ các cuộc tiến công của quân đội Nga ở nhiều khu vực khác nhau trên đường ranh giới, như nhà báo kiêm chuyên gia quân sự Yuri Podolyaka nhấn mạnh, số lượng lớn nhất các đơn vị dự bị của Ukraine hiện đang tập trung cố thủ ở Abiyivka, tỉnh Donetsk, trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm bảo vệ thành phố này trước sự tấn công từ ba hướng của quân đội Nga. Quân Nga đã chiếm được một số thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực định cư Nevenskoye phía tây nam Abdiyevka. Theo chuyên gia này, tình trạng thiếu lực lượng dự bị chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine thậm chí còn được cảm nhận sâu sắc hơn ở khu vực Artyomov hay Bakhmut. Quân đội Nga hiện đang giành lại các vị trí mà quân đội Ukraine đã chiếm được trong cuộc phản công trước đó ở tây Bakhmut sau khi vẫn tiếp tục tiến lên dọc theo sông Severki ở phía tây bắc Donbass. Theo ông, lực lượng vũ trang Nga đã chiếm lại một phần đáng kể các vị trí ở Krychivka và hiện đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công vào một thành trì lớn khác của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực này là thành phố Chasovia, cách bắc mút 5 km về phía tây. Ngoài ra, các cánh quân Nga cũng đang tích cực tiến vào khu vực Solida, kéo căng các đơn vị chủ lực của lực lượng vũ trang Ukraine. Để phản ứng trước các cuộc tấn công của các đơn vị lực lượng vũ trang Nga, Bộ Chỉ huy Ukraine đang tiếp tục phân tán lực lượng dư bị của mình. Chuyên gia Yuri Pololiaka nhận định, nhìn chung, tình hình tại Donetsk hiện nay có vẻ rất đáng buồn đối với quân đội Ukraine. Nhưng Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn khả năng kéo lực lượng từ khu vực bị tấn công ít, tăng viện cho nơi bị tấn công mạnh hơn. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài mãi được khi Nga đang tấn công ở Tây Bakhmut, Marinka, Abiyevka, Soledad, Yar, Zabroje, Kherson khiến lực lượng Ukraine phải căng mình đối phó trên chiến tuyến hơn 1.000 km. Theo các nhà quan sát, việc bị buộc phải liên tục điều động lực lượng dự bị tới khắp các mặt trận để ngăn chặn các đơn vị Nga khiến nguồn lực dự trữ của quân đội Ukraine đang dần cạn kiệt. Tất cả các đơn vị đều bị tiêu hao nặng nề, dẫn tới mất khả năng chiến đấu, trong khi không có nguồn bổ sung lực lượng phương tiện. Chiến thuật tên lửa ma của Nga khiến Ukraine lo lắng. Nga tiếp tục sử dụng tên lửa Kinzhan trong chiến dịch quân sự đặc biệt gian là gì và tại sao nó lại khiến đối thủ của Nga phải dùng mình Truyền thông Ukraina và phương Tây đưa tin về các cuộc không kích chính xác của Nga vào ngày 14 tháng 12 ở khu vực lân cận Starokonstantinov tại vùng Kremitsky, nơi có sân bay quân sự Ukraina. Theo người phát ngôn lực lượng không quân Ukraina, Chuni Ignat, tên lửa của Nga cũng được bắn về hướng khu vực Sumy và Kiev. Ông Ignat cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay chiến đấu MiG-31K được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhan hiện đại của Nga. Kha 47M2 Kinzan giao găm là tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Khí tài này có tầm hoạt động được báo cáo là 1500 tới 2000 km và tốc độ lên tới Mach 10, tức 12.250 km/h. Nếu được phóng từ máy bay ném bom tấn công chiến lược tầm xa Tupolev Tu-22M3, tầm bắn của Kinzan có thể được mở rộng lên 3.000 km, độ lệch vòng tròn mục tiêu không vượt quá 1 m, trong khi hệ thống dẫn đường quán tính INS có khả năng điều chỉnh từ hệ thống GLONASS hoặc từ máy bay AWACS được sử dụng để nhắm vào mục tiêu. Kinzan là một hệ thống đạn đạo hàng không, khi được phóng từ máy bay, nó tăng tốc đến tốc độ siêu thanh và sau đó bay theo quỹ đạo đạn đạo không thể đoán trước để lao tới mục tiêu. Theo các nhà quan sát quân sự Nga, Kinzan gần như không thể bị đánh chặn nhờ tốc độ cao, khả năng cơ động và khả năng dẫn đường. Nhìn chung, tổ hợp siêu thanh được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu cố định được bảo vệ đặc biệt phía sau phòng tuyến của kẻ thù. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vén bức màn bí mật xung quanh Kinzan trong bài phát biểu trước các thành viên Hội đồng Liên bang Nga vào ngày 1 tháng 3 năm 2018. Ông Putin nói, đặc điểm chiến thuật bay độc đáo của máy bay mang phóng tốc độ cao giúp có thể đưa tên lửa tới điểm khai hỏa chỉ trong vài phút, đồng thời tên lửa bay với tốc độ siêu thanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh, cũng cơ động trên tất cả các giai đoạn của hành trình. Tên lửa siêu thanh kiên gian đã được thử nghiệm trong các môi trường khác nhau. Một trong những cuộc thử nghiệm đã được thực hiện vào giữa tháng 11 năm 2019 ở khu vực Bắc Cực, theo các nguồn tin trong ngày quân sự Nga nói với báo chí thời điểm đó, tên lửa được phóng từ máy bay MiG-31K cất cánh từ căn cứ không quân Olenegos trên bán đảo Kola. Khí tài này đã tấn công thành công mục tiêu tại sân bay Pemboi cách Vokuta khoảng 60 km, di chuyển khoảng 1.300 km và đạt tốc độ Mach 10. Một chiếc máy bay được sử dụng làm giai đoạn đầu tiên của tên lửa Kinzan, nâng nó lên tầng bình lưu và tăng tốc tới tốc độ siêu âm. Người ta có thể thắc mắc tại sao MiG-31 lại được chọn làm máy bay mang phóng cho kiên Bởi MiG-31 được thiết kế không phải để chở tên lửa mà là máy bay chiến đấu đánh chặn. Theo các nhà quan sát quân sự Nga, mấu chốt của vấn đề là MiG-31 có tốc độ cao và tầm bay dài. Tốc độ của máy bay là 2.500 km h tối đa là 3.000 km h trong khi tầm bay lên tới 3.000 km. Ngoài ra, máy bay chiến đấu có thể đạt tới trần bay 20.600 m. Trong khi đó, vào tháng 9, có thông tin cho rằng Tên lửa siêu thanh Kinzhan lần đầu tiên được sử dụng bởi máy bay ném bom chiến đấu Su-34 trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Nghĩa là khí tài này có thể được mang theo bởi nhiều máy bay Nga. Kinzhan lần đầu tiên được sử dụng trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt vào ngày 18 tháng 3 năm 2022 nhằm phá hủy kho khí tài quân sự ngầm của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng ivano frankivsk Tên lửa đã xuyên thủng các bức tường bê tông của kho khí tài dưới lòng đất kiên cố và khiến nó nổ tung. Vào ngày 9 tháng 3, Kinzhan đã tấn công và phá hủy một hầm ngầm của Ukraine nằm gần Lvov, ở độ sâu 120 m nơi đóng vai trò là trụ sở của lực lượng vũ trang Ukraine và NATO. Được biết cuộc tấn công đã khiến 200 sĩ quan và tướng lĩnh tử đạn. Đến tháng 5, không quân Nga đã hạ gục hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất bằng tên lửa Kinzhan ở Kiev. Đoạn phim về cuộc tấn công dường như cho thấy MIM-104 Patriot đã bắn tới 32 tên lửa để đánh chặn Kinzhan nhưng không trúng mục tiêu. Cuối cùng, tên lửa siêu thanh của Nga đã đập tan hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất. Các nhà quan sát quốc tế đã nhiều lần thừa nhận rằng các hệ thống phòng không hiện tại không có khả năng đánh chặn hiệu quả tên lửa siêu thanh. Tuy nhiên, báo chí Ukraine tuyên bố rằng quân đội của họ đã nhiều lần hạ gục được khí tài kỳ diệu của Nga mà không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố này. Sau những báo cáo chưa được xác thực về việc bay chốt đánh chặn Kinzan tại Ukraine vào tháng 5, hệ thống sớm nhất sản xuất đã nhanh chóng bị phá hủy bởi tên lửa siêu thanh được đề cập, phá vỡ những tuyên bố trước đó và khiến giới lãnh đạo Ukraine bối rối. Vào tháng 12, báo chí Ukraine một lần nữa khẳng định quân đội nước này đã bắn hạ tên lửa siêu thanh mà không đưa ra bằng chứng. Các nhà quan sát quân sự Nga đã giải thích vụ việc bằng cách đề cập tới cuộc phỏng vấn gần đây của Ignat trên một kênh video của Ukraine. Ông Ignat phàn nàn về một thủ thuật mới được quân đội Nga áp dụng để áp đảo lực lượng phòng không Ukraine. Theo ông, quân đội Nga sử dụng cả tên lửa thật và mục tiêu giả. Đây là công việc của thiết bị tác chiến điện tử của kẻ thù. Họ thiết lập các rào cản, tức là các xung điện mà hệ thống radar của chúng tôi coi là mục tiêu tương tự như kiên gian về các thông số bay, tức là về tốc độ và hơn thế nữa, ông Ignat nói. Theo các nhà quan sát quân sự, tại thời điểm đó, quân đội Ukraine đang mãi truy đuổi các mục tiêu ma và tin rằng họ đã bắn hạ được chúng, trong khi thời điểm đó, tên lửa siêu thanh thực sự của Nga đã hoàn thành nhiệm vụ trong khu vực chiến đấu và phía sau chiến tuyến của đối phương. Vì sao các nước Trung Đông ngại gia nhập lực lượng đặc nhiệm của Mỹ tại Biển Đỏ? Các nước đồng minh, đối tác của Mỹ tại Trung Đông không tham gia lực lượng đặc nhiệm của Mỹ tại Biển Đỏ vì nhiều lý do, trong đó có lo ngại nguy cơ xa lầy và một cuộc đối đầu trong khu vực. Hôm 18 tháng 12, Mỹ tuyên bố thành lập lực lượng đặc nhiệm hải quân đa quốc gia gồm 10 nước để hộ tống các tàu thuyền di chuyển trên biển đỏ nhằm tránh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen do Iran hậu thuẫn. Điều đáng chú ý là không có quốc gia nào trong khu vực đồng ý tham gia sáng kiến này của Mỹ, ngoại trừ quốc đảo nhỏ bé Bahrain. Ngay cả những quốc gia có thương mại và doanh thu phụ thuộc nhiều vào việc đảm bảo an toàn cho các tuyến đường vận chuyển trên biển đỏ, cũng trần trừ trước sáng kiến của Mỹ. Ai Cập đã kiếm được kỷ lục 9,4 tỷ đô từ các tàu đi qua kênh đào Suez đến hoặc đi từ biển đỏ vào năm ngoái, chiếm khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội và đóng vai trò là nguồn thu ngoại tệ đáng kể. Phản ứng chính thức duy nhất từ Ai Cập về sáng kiến của Mỹ là tuyên bố hôm 18 tháng 12 từ cơ quan quản lý kênh đào Suez rằng họ đang theo dõi tình hình. Đối với Ả Rập Xê Út, mối quan hệ của ả rập xê út với nhóm houthi rất phức tạp ngay cả trước cuộc chiến tại gaza sau nhiều năm dai dẳng trong cuộc chiến với houthi ả rập xê út đang mong đạt được một thỏa thuận hòa bình và không tham gia vào một cuộc đối đầu mới oman quốc gia làm trung gian giữa cộng đồng quốc tế và houthi đã từ chối gây áp lực với houthi để yêu cầu houthi ngừng các cuộc tấn công vào tàu thuyền đồng thời nói rằng lệnh ngừng bắn ở gaza phải được ưu tiên hàng đầu theo một nguồn tin giấu tên thân cận với các quan chức oman với việc mỹ liên tục tuyên bố ủng hộ cuộc chiến của Israel ở giải Gaza khiến người dân Ả Rập phẫn nộ, dường như không quốc gia nào trong khu vực muốn hợp tác với Mỹ trong một hoạt động quân sự. Tiến sĩ Sanam Vakin, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Chatham House, Viện Nghiên cứu và Tư vấn các vấn đề quốc tế, có trụ sở tại London Anh, nhận định đây thực sự là một thời điểm khó chịu và khó xử đối với hầu hết các quốc gia Ả Rập. Họ không muốn bị coi là ủng hộ việc Israel phá hủy Hamas và các chiến thuật xung đột của nước này dưới bất kỳ hình thức nào. Cùng ý kiến, Ông John Antman, phó chủ tịch cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế có trụ sở tại Mỹ cho rằng, điều khó khăn là không ai muốn tham gia vào một cuộc chiến không có hồi kết ở Trung Đông, nhưng chưa chắc là Houthis sẽ không muốn dây vào cuộc chiến không có hồi kết với Mỹ. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng rất thận trọng. Ả Rập Xê-út, giáp biên giới với Yemen ủng hộ cách tiếp cận ngoại giao, trường bực hơn đối với Houthis vì lo ngại rằng nước này sẽ trở thành mục tiêu gây hấn với Houthis. Hãng thông tấn Bloomberg News đưa tin, Iran, nước hậu thuẫn Houthis cực lực chỉ trích nỗ lực của Mỹ, cảnh báo rằng liên minh này sẽ gây những vấn đề nghiêm trọng và tuyên bố không ai có thể tiến hành những động thái nào trong khu vực Biển Đỏ mà Iran đang chiếm ưu thế nhiều hơn. Iran cũng tìm cách chứng minh rằng mình không liên quan trực tiếp tới các cuộc tấn công bằng tên lửa, rocket hoặc máy bay không người lái UAV nhằm vào Israel hoặc các tàu tại Biển Đỏ và luôn khẳng định các cuộc tấn công của Houthi là do nhóm này tự hành động. Tiến sĩ Van Kim cho biết mục tiêu của Iran là để tránh thu hút sự chỉ trích trực tiếp từ Mỹ trong những tháng gần đây iran đã tìm cách tô đậm sức mạnh của mình lưu ý rằng houthi là một điểm trong trục kháng chiến gồm các lực lượng vũ trang do iran hậu thuẫn chống lại israel và đồng minh tại khu vực việc phá vỡ các tuyến thương mại của phương tây phù hợp với những nỗ lực của iran nhằm đối đầu với mỹ và các đồng minh của nước này và tăng doanh thu của nước này bằng bất cứ điều gì đẩy giá dầu tăng dù vậy nước này vẫn tìm cách tránh leo thang cuộc xung đột tại gaza thành một cuộc chiến tranh khu vực trong diễn biến mới nhất thủ lĩnh nhóm vũ trang houthi cảnh báo sẽ tấn công tàu chiến, lợi ích và hoạt động hàng hải của Mỹ trên biển đỏ nếu Washington nhắm mục tiêu vào nhóm này. Ngày 20 tháng 12, tù lĩnh nhóm vũ trang Houthi của Yemen, ông Abdel Malik Al-Houthi cảnh báo rằng tàu chiến Mỹ có thể là mục tiêu của nhóm này nếu lực lượng của nhóm bị Washington tấn công. Theo hãng tin Reuters, chúng tôi sẽ không đứng yên nếu Mỹ muốn leo thang hơn nữa và thực hiện hành động dại dột bằng cách nhắm mục tiêu vào đất nước của chúng tôi hoặc tiến hành chiến tranh chống lại đất nước chúng tôi, ông Al-Houthi nói. Ông Al-Houthi cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào của Mỹ nhằm vào nhóm này, đe dọa sẽ biến các tàu chiến, lợi ích và hoạt động hàng hải của Mỹ thành mục tiêu của tên lửa, máy bay không người lái UAV và các hoạt động quân sự của Houthi. Chừng nào Mỹ còn muốn bước vào cuộc chiến với chúng tôi thì họ nên biết rằng chúng tôi không phải là những người sợ họ và họ đang đối mặt với cả một dân tộc, thủ lĩnh Houthi nhấn mạnh. Ông Anthony đưa ra phát ngôn trên vài ngày sau khi Mỹ thành lập liên minh 10 quốc gia nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Houthi nhằm vào tàu thuyền trên biển đỏ liên minh này sẽ tiến hành tuần tra chung ở phía Nam Biển Đỏ và Vịnh Aden. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.